tại xã Ektu, huyện Trư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, một vườn cà phê của người dân vừa bị kẻ gian và hái trộm quả của hơn 40 cây cà phê với tổng trọng lượng khoảng 400 kg quả tươi. Theo cơ quan chức năng, hiện nay chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ vườn cà phê đang kỳ thu hoạch để tránh bị mất trộm, nhất là trong bối cảnh giá cà phê năm nay tăng cao. Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 213.000 ha cà phê, sản lượng năm nay ước đạt hơn 550.000 tấn. Mùa vụ thu hoạch năm nay dự kiến kéo dài từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Giá cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang dao động trên dưới 60.000 đồng một kg cà phê nhân, cao hơn gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Để đảm bảo an ninh an toàn trong niên vụ cà phê 2023-2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã ban hành văn bản giao Công an tỉnh Đắk Lắc chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, triển khai phương án bảo vệ cà phê, xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp cà phê, các đối tượng tự tổ chức giao dịch trung gian trái phép gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp.